tháng khuyến mại, sự kiện thương mại nhằm tri ân khách hàng với những cơ chế ưu đãi hấp dẫn để kích cầu tiêu dùng cuối năm. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng thí điểm hệ thống quản lý chất lượng và hoạt động của chính quyền địa phương. Điều chỉnh giảm tiết kiệm điện chiếu sáng công cộng tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trong dịp cuối năm và chào đón năm mới. Cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tháng khuyến mại Hải Phòng 2023 lồng ghép chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023, Việt Nam Grand Sale 2023 và tuần lễ thương mại điện tử quốc gia và ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam Online Friday 2023 với số lượng hơn 1.000 doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực thành phần kinh tế tham gia. Trong tổng số hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia tháng khuyến mại năm nay, có gần 40% là doanh nghiệp Hải Phòng, 60% là các doanh nghiệp toàn quốc có phạm vi triển khai tháng khuyến mại trên địa bàn thành phố. Ngoài 100 điểm vàng khuyến mại, hiện đang là thời điểm tuần lễ vàng rộn ràng quà tặng, kéo dài từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12. Rất nhiều hình thức ưu đãi về giá, tặng thêm hoặc tặng kèm sản phẩm để khách hàng trải nghiệm cũng là cách để các doanh nghiệp tạo cơ hội tiếp cận với khách hàng, giới thiệu những sản phẩm dịch vụ mới. Các lĩnh vực hàng hóa dịch vụ tham gia tháng khuyến mại năm nay cũng được mở rộng hơn. Ngoài những sản phẩm lương thực thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu, còn có những lĩnh vực hàng hóa dịch vụ tiêu dùng tài chính như bất động sản hay ngân hàng. Vừa qua, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng tổ chức kiểm tra chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa đồn biên phòng Tràng Cát với Ban Dân vận Quận ủy Hải An và Ban Dân vận Huyện ủy Thủy Nguyên. Thời gian qua, Ban Dân vận Quận ủy Hải An, Ban Dân vận Huyện ủy Thủy Nguyên và đồn biên phòng Tràng Cát đã làm tốt công tác phối hợp, giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, phức tạp, tạo niềm tin trong nhân dân, làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, an sinh xã hội với nhiều chương trình cụ thể, phối hợp thực hiện hiệu quả các mô hình dân vận khéo có sức lan tỏa mạnh mẽ. Song để công tác phối hợp đạt hiệu quả, yêu cầu đề ra, hai địa phương cùng với đồn biên phòng Tràng Cát sẽ chủ động trao đổi thông tin kịp thời, linh hoạt, rà soát kế hoạch phối hợp năm 2023 để đánh giá tổng hợp, lựa chọn nội dung gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, tăng cường phối hợp tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, nhất là nhân dân trong khu vực biên giới biển hiểu rõ, tuân thủ những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nâng cao chất lượng thực hiện các mô hình dân vận khéo. Sở Thông tin và Truyền thông vừa tổ chức chương trình đào tạo kỹ thuật công nghệ về chuyển đổi IPv6 năm 2023. Việc triển khai chuyển đổi Internet từ thế hệ IPv4 sang IPv6 sớm, bài bản ở Việt Nam nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng sẽ góp phần thực hiện cụ thể hóa sứ mệnh ứng dụng công nghệ cao để phát triển môi trường Internet an toàn bền vững. Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang IPv6 trong cơ quan nhà nước. Kế hoạch được chia thành 3 giai đoạn trong khoảng thời gian từ tháng 8 năm 2021 cho đến tháng 12 năm 2025. Hiện nay, Hải Phòng đang triển khai giai đoạn 2 của kế hoạch ở một số hệ thống như là hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, văn phòng điện tử, thư điện tử và sắp tới sẽ là hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của thành phố. Hải Phòng là địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng thí điểm hệ thống quản lý chất lượng và hoạt động của chính quyền địa phương. Việc áp dụng thí điểm tiêu chuẩn TCVN ISO 18091-2020 đã mang lại sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của cán bộ công chức tại các đơn vị trên địa bàn thành phố. Qua triển khai thực tế cho thấy đã có sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của cán bộ công chức tại 12 đơn vị thí điểm về tiêu chuẩn TCVN ISO 18091-2020 và bộ chỉ số tự đánh giá gồm 39 chỉ tiêu liên quan đến 4 nhóm chủ đề: xây dựng thể chế điều hành tốt, phát triển kinh tế bền vững, phát triển xã hội toàn diện, phát triển môi trường bền vững. Việc cán bộ công chức có kiến thức căn bản về bộ chỉ số tự đánh giá và các nội dung, nhiệm vụ tiến hành triển khai thực hiện tự đánh giá theo tiêu chuẩn TCVN ISO 18091-2020 là cơ sở quan trọng để việc triển khai các nội dung tiếp theo của kế hoạch. Thành công của việc áp dụng thí điểm này chính là cơ sở khoa học để cơ quan chức năng báo cáo đề xuất chính phủ áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 18091-2020 trên phạm vi cả nước. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam đã phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án thu phí tự động áp dụng tại 5 cảng hàng không bao gồm Nội Bài, Cát Bi, Đà Nẵng, Phú Bài và Tân Sơn Nhất. Sau khi lựa chọn được nhà thầu và ký hợp đồng trong năm, hệ thống thiết bị sẽ được lắp đặt sau 180 ngày. Theo kế hoạch thì ACV dự kiến đầu tư hơn 214 tỷ đồng bằng nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển nhằm hiện đại hóa, đồng bộ các hệ thống thu hiện hữu tại các cảng.
Hệ thống này giúp giảm ùn tắc giao thông tại các lối vào và ra của sân bay, tạo thuận lợi cho khách hàng, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Với nền tảng là hàng triệu ô tô đã được dán thẻ ETC của VETC hoặc VDTC, Bộ Giao thông Vận tải sẽ xây dựng hệ thống thu phí không dừng tại sân bay theo hướng tích hợp và có thể sử dụng luôn thẻ ETC đường bộ để qua làn thu phí của sân bay mà không cần dán thêm thẻ hay là phát sinh thêm thủ tục. Thưa quý vị, từ tháng 5 năm nay, trước tình hình cung ứng điện khó khăn, các đơn vị chức năng đã triển khai các giải pháp tiết kiệm điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, từ thời điểm này thì để phục vụ cho nhân dân và các hoạt động sự kiện chào đón Tết Dương lịch cũng như Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng sẽ điều chỉnh việc tiết giảm điện chiếu sáng công cộng. Hơn 6 tháng qua, để tiết kiệm điện năng, công ty đóng điện vào 18 giờ 30 phút hàng ngày, thực hiện tiết kiệm điện tiêu thụ tới 30% từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ và 70% từ 23 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, đồng thời cắt giảm hệ thống chiếu sáng trang trí các tòa nhà và các cầu trên địa bàn thành phố từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, chỉ đóng điện thứ 7 và chủ nhật đến 22 giờ 30 phút. Tuy nhiên, để bảo đảm cho các hoạt động, sự kiện của thành phố và tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân trong dịp cuối năm và chào đón năm mới, từ ngày 25 tháng 11 đến sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, công ty điều chỉnh giờ đóng cắt và tiết giảm điện để phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể là đóng điện toàn bộ hệ thống vào 17 giờ 25 phút hàng ngày, sau 23 giờ cắt giảm 30% số bóng, đến 5 giờ 20 phút ngày hôm sau. Ngày 25 tháng 11 vừa rồi thì công ty điện chiếu sáng chúng tôi đã đóng điện lại toàn bộ hệ thống để kiểm tra cái hệ thống và phục vụ các cái sự kiện dịp cuối năm của thành phố mình và cũng như các cái ngày lễ Tết Dương lịch và Tết âm lịch năm 2024, và để đóng điện lại cái hệ thống nó để kiểm tra rà soát lại cái hệ thống phục vụ tạo cảnh quan cho bà con đi lại phục vụ thành phố mình được xanh sạch đẹp. Công ty Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng hiện đang quản lý, vận hành tổng số hơn 33.000 bóng đèn chiếu sáng đường phố các loại và hệ thống chiếu sáng trang trí một số tòa nhà và cầu trên địa bàn thành phố. Cùng với việc điều chỉnh thời gian đóng cắt điện và cắt tiết giảm điện chiếu sáng công cộng, những tháng cuối năm, công ty tập trung triển khai rà soát, thay thế, sửa chữa, duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng trang trí tại các tuyến đường trục chính, khu vực dài trung tâm thành phố và một số công trình kiến trúc tiêu biểu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đảm bảo 100% hệ thống đèn được hoạt động, tạo thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông và cảnh quan thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Việc tổ chức các giải marathon bên cạnh sứ mệnh thúc đẩy lan tỏa phong trào rèn luyện sức khỏe trong nhân dân còn là kênh quảng bá hình ảnh, thu hút lượng khách du lịch rất lớn cho địa phương. Giải marathon Kiến An Charity Fun Run 2023, giải chạy chinh phục đỉnh Thiên Văn, gây quỹ vì người nghèo là cơ hội để cho các vận động viên, người tham gia được trải nghiệm cung đường tuyệt đẹp tại Kiến An, nơi mà được ví như là Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng thành phố cảng. Đây là lần đầu tiên giải chạy được quận Kiến An tổ chức với mong muốn tạo sân chơi cho cộng đồng yêu môn thể thao chạy bộ. Tham gia giải chạy, các vận động viên không chỉ xây dựng được lối sống lành mạnh cho bản thân, mà ý nghĩa hơn cả là sự sẻ chia và góp phần giúp đỡ những gia đình khó khăn trên địa bàn quận thông qua phong trào gây quỹ vì người nghèo. Mong rằng là các cái cuộc thi này sẽ được tổ chức thường niên để tôi có cơ hội chung tay, thứ nhất quảng bá về Kiến An quê hương tôi, thứ hai là chung góp quỹ, xây dựng về ủng hộ quỹ về người nghèo. Bên cạnh đó, đây còn là cơ hội giới thiệu quảng bá về nét đẹp của rừng đồi Thiên Văn với cung đường chạy lãng mạn, điểm check-in đẹp và ấn tượng dài gần 3 km. Qua đó, quận Kiến An mong muốn quảng bá những giá trị cộng đồng tốt đẹp với mục tiêu xây dựng giải đấu trở thành sự kiện thường niên, có thương hiệu, tạo điểm nhấn cho du lịch Kiến An. Ý nghĩa thứ nhất là vì chúng tôi góp được một phần nhỏ cho quỹ người nghèo. Thứ hai nữa là phát động cái phong trào thể dục thể thao cho tất cả các đơn vị, không chỉ riêng trong quận của Kiến An mà còn tất cả với các quận huyện lân cận và các tỉnh thành khác ở xung quanh quận thành phố Hải Phòng của chúng ta. Tổ chức các sự kiện thể thao đã trở thành xu hướng, góp phần thúc đẩy du lịch, từ đó nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Hơn hết, sau giải chạy, mỗi vận động viên sẽ là cầu nối, lan tỏa hình ảnh thân thiện, mến khách của nơi tổ chức giải đến bạn bè gần xa. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho bản tin Hải Phòng hôm nay cũng đã hết. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website thhp.vn, ứng dụng THP On và các nền tảng số khác của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.